Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Đại gia bà trùm và nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án rửa tiền rúng động. Quý vị thân mến, những phi vụ rửa tiền liên quan tới đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ công an ở An Giang đã bị cơ quan công an phát hiện làm rõ. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự rửa tiền và lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường, 48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Bị can Ngô Phú Cường được xem là đại gia cát ở An Giang. Hồi tháng 4, Cường bị công an tỉnh An Giang khởi tố điều tra về hành vi trốn thuế. Quá trình điều tra, công an phát hiện ông Cường còn có hành vi rửa tiền. Theo đó, bị can Ngô Phú Cường là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh, mua bán cát của 4 công ty. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Cường do ông Ngô Phú Cường đứng tên đại diện pháp luật. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Thoại do con gái của Cường đứng tên đại diện pháp luật. Từ năm 2016 đến 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh An Giang với tổng doanh thu hơn 63,4 tỷ đồng. Số tiền này được thanh toán vào hai tài khoản cá nhân của ông Cường. Công an chứng minh được toàn bộ số tiền doanh thu nói trên, bị can Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế. Kết quả giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang, hành vi vi phạm pháp luật về thuế của công ty Phú Cường và Sông Thoại đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 19 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, công an xác định Ngô Phú Cường đã dùng số tiền 2,4 tỷ đồng trong 19 tỷ đồng nói trên để thực hiện giao dịch, mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Với hành vi này, cơ quan điều tra công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự rửa tiền xảy ra tại hai doanh nghiệp công ty Phú Cường và công ty Sông Thoại. Trước vụ Ngô Phú Cường nói trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam một số bị can cùng với hành vi rửa tiền, trong đó có nguyên cán bộ công an, bà trùm buôn lậu. Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, là bà trùm buôn lậu ở biên giới tỉnh An Giang. Bà này bị khởi tố bắt giam về nhiều hành vi, trong đó có vụ rửa tiền. Tháng 12-2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về hành vi rửa tiền. Theo cơ quan công an, từ năm 2010 đến 2020, 10 Tường thành lập nhiều công ty hộ kinh doanh và cho họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam. Để đối phó với cơ quan chức năng, 10 Tường lập hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng và người làm công. Đồng bọn của 10 Tường sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng. Ngoài ra, người phụ nữ này còn cho đồng bọn chuyển hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ, nguyên thượng tá, nguyên trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy, nguyên trưởng phòng hồ sơ công an tỉnh An Giang. Tháng 10-2021, công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Võ, ngụ huyện Châu Phú để điều tra về hành vi rửa tiền. Bị can Nguyễn Văn Võ nguyên là cán bộ công an. Theo cơ quan công an, ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của bà Mười Tường, phạm tội mà có. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét ở một số nơi của bị can Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu tăng vật liên quan tới vụ án. Cũng liên quan đến vụ Mười Tường, hồi tháng 1-2022, ông Nguyễn Văn Sang, 51 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam về hành vi rửa tiền. Ông Sang là nguyên cán bộ công an ở tỉnh An Giang. Theo công an tỉnh An Giang, bị can Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường. Làm chủ tịch thành phố Hà Nội có khó không? Kính thưa quý vị, 7 năm qua, 2015 đến 2022, Hà Nội có hai chủ tịch thành phố công tác không chọn nhiệm kỳ và đang vướng vào lao lý. Chắc là không lâu nữa, một vị lãnh đạo mới sẽ lên thay thế vào vị trí quan trọng này. Nhiều người dân đã bày tỏ trên mạng xã hội danh sách những việc mà họ mong đợi tân thị trưởng sẽ ưu tiên khi ngồi ghế nóng. Danh sách đó khá dài cho thấy thủ đô ta đang có nhiều vấn đề nổi cộm. Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, quản trị một đô thị 7-8 triệu dân là điều không dễ dàng. Huống hồ gì đây lại là thủ đô của một đất nước đang phát triển, công việc ngổn ngang, bừa bộn. Nói như vậy để chia sẻ rằng, làm chủ tịch thành phố Hà Nội dĩ nhiên rất khó. Càng khó hơn nếu muốn để lại dấu ấn tốt, thay đổi được diện mạo thủ đô và cải thiện được chất lượng sống của người dân theo hướng tích cực. Khó là ở chỗ, còn theo thiện ý của tôi.
nếu cứ để thủ đô tự diễn biến về quy hoạch kiến trúc, giao thông, xây dựng, môi trường như hiện nay thì cũng không khó lắm. Vâng, sẽ là rất khó nếu như được xử lý vấn đề nổi cộm, những điểm xấu xí hiện nay của Thăng Long thành Hoa Lệ, là điểm đến của nhân loại như ngành du lịch ta với slogan Việt Nam vẻ đẹp bất tận, timeless charm, cho du khách phương xa tới tìm vẻ đẹp mãi không chán. Chọn không khó thì lãnh đạo đến rồi đi, người ta không nhớ mà có khi họ sẽ nhớ tội hơn là việc làm tốt, đó là thực tế. Còn chọn khó mà làm được thì mới là điều người dân trông đợi. Hôm nay nếu dùng flycam quay thủ đô từ trên cao và xem lại, chúng ta sẽ thấy phố phường, nhôm nhoam xây dựng, kiến trúc, giao thông hỗn loạn. Vậy nên thay đổi diện mạo Hà Nội sẽ là thách thức với bất kỳ ai. Hơn nữa, chúng ta biết rằng các vấn đề quan trọng còn phải thông qua ý kiến của nhiều cấp khác nhau, không phải chủ tịch thành phố quyết hết. Đó là chưa kể các nhóm lợi ích, luôn tìm cách thâu tóm đất vàng tác động vào chính sách. Và công việc của chủ tịch thành phố đâu chỉ ở các lĩnh vực trên, có tới hàng chục nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong luật, từ kinh tế xã hội cho tới an ninh quốc phòng. Việc nhiều như vậy thì quan trọng là nhìn ra vấn đề chính của thành phố và tìm ra chiến lược giải quyết. Học giả Warren Bennis, chuyên về quản lý và lãnh đạo, đã có câu nói nổi tiếng: quản lý là làm việc cho đúng với chỉ đạo, lãnh đạo là làm cho đúng việc, chỉ đạo cho đúng. Chủ tịch thành phố Hà Nội, các nước hay gọi là thị trưởng major như Hà Nội với 7-8 triệu dân thuộc tầm chính trị ra, dưới chủ tịch là các nhà quản lý, các sở, ban, ngành, thị trưởng là lãnh đạo thủ đô chứ không phải là quản lý thành phố. Lãnh đạo tập trung vào vai trò, quản lý tập trung vào chức năng. Lãnh đạo dẫn dắt dân chúng bằng định hướng và mục tiêu, trong khi quản lý hướng dẫn dân thực hiện định hướng và đạt mục tiêu. Để làm được việc do right things thì lãnh đạo phải biết gây ảnh hưởng, động viên, khích lệ và dẫn dắt, trong khi quản lý do things right phải đảm bảo công việc hàng ngày được thực thi hiệu quả. Khi ngồi vào ghế nóng, thị trưởng phải có tầm nhìn cho thủ đô, định hướng chiến lược cho 5 đến 10 năm sau và từ đó đề ra mục tiêu là gì để cho các sở, ban ngành dựa vào đó mà thực hiện. Ví dụ vừa ngồi vào ghế nhìn tòa nhà cao tầng nhức mắt, chủ tịch đòi cắt ngọn, đó là tầm của người quản lý hè phố. Nhưng để ra một quy chế, kể từ nay trong vòng bán kính 5 km, không một tòa nhà nào được cao hơn tòa nhà Quốc hội, không ai được ngồi lên pháp luật, thì đó là định hướng của người lãnh đạo có tầm nhìn. Tầm nhìn ở đây là cho những công việc hết sức cụ thể và liên quan đến đời sống dân sinh, chứ không phải là những chuyện xa vời viển vông. Chẳng hạn như người dân sẽ trông đợi quy hoạch thành phố có thêm những công viên, thêm cây xanh và tuyệt đối là không thay cây. Vậy chiến lược và giải pháp của chủ tịch là gì? Xử lý các điểm ùn tắc giao thông, ngập úng ra sao? Làm gì để giải bài toán rác đô thị? Nóc nhà thủ đô nhìn từ trên cao nhôm nhoan như vậy, muốn sửa mái cho đẹp nhất là không thể, nhưng dùng máy pin mặt trời thì sao? Bình nước inox sẽ được dân tự động tháo ra nếu bên cấp nước bơm đủ áp lực 24/7 cho nước lên tầng 3. Việc này có làm được không? Kinh nghiệm quốc tế và trí tuệ trong dân để giải quyết các vấn đề đô thị là không thiếu. Nếu vị tân chủ tịch biết lắng nghe, tin chắc chắn sẽ được vô vàn kế sách hay. Chúng ta thường tự hào, thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, quân sự, hành chính, kinh tế, thương mại và văn hóa của cả nước. Nhưng tôi nghĩ rằng chính chức năng kinh tế thương mại đang góp phần làm cho Hà Nội manh mún, kẹt xe và môi trường ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng đến các chức năng khác. Những thành phố như Bắc Kinh, Bangkok, Manila hay Jakarta đang chịu cảnh ô nhiễm ngột ngạt và tắc đường triền miên cũng chỉ vì phải kiêm chức năng kinh tế thương mại. Hà Nội hiện nay đã được mở rộng, đủ không gian để quy hoạch chức năng kinh tế thương mại ở vị trí phù hợp, không nhất thiết phải tập trung vào khu vực nội đô như bây giờ, đặc biệt là khu phố cổ quanh bờ hồ và quảng trường Ba Đình với Hoàng Thành Thăng Long nên ưu tiên giữ nguyên văn hóa. Như bao sinh viên ra trường cuối những năm 1970, tôi chọn Hồ Hoàn Kiếm làm tâm điểm để tìm việc trong bán kính 3 km. Vài người bạn còn chọn cả người yêu và vợ trong cái vòng tròn đó. Đây là mưu cầu hạnh phúc của cá nhân, còn tầm nhìn của lãnh đạo Hà Nội thì không chỉ quanh quẩn bờ hồ như vậy. Trong thập kỷ tới, bài toán kinh tế nan giải là bỏ ra nguồn lực rất lớn để chắp vá khu vực trung tâm vốn đã chật hẹp và lộn xộn, hay bắt đầu bằng một tư duy mới để thay đổi diện mạo thủ đô. Lời giải phần nào phụ thuộc vào tài đức của tân thị trưởng. Lần ngược lại lịch sử có thể thấy, 1010, vua Lý Thái Tổ quyết định rời đô vì nhận thấy cố đô Hoa Lư bị những dãy núi đá vôi bao quanh, chỉ thuận tiện cho việc phòng thủ, không thích hợp để trở thành chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Cách đây hơn 1.000 năm, các vị tiên đế làm gì có ảnh vệ tinh hay máy ảnh định vị toàn cầu để nhìn thấy toàn cảnh Đại La. Thế nhưng các vị đã nhìn thấy được mảnh đất Thăng Long cho nghìn năm sau, xuyên lịch sử, xuyên không gian và vượt qua thời gian. Lúc này đây chúng ta cũng mong đợi những vị lãnh đạo có tầm nhìn và quyết sách đưa mảnh đất Thăng Long ngày càng tươi tốt phồn thịnh.
công ty vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông bán vé được 5,3 tỷ đồng, lỗ gộp 53,6 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội Metro cho biết, nếu doanh thu năm 2021 được cộng thêm trợ giá vé tàu Cát Linh Hà Đông từ thành phố Hà Nội, bức tranh tài chính của công ty này sẽ khác. Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, năm 2021, doanh thu của Hà Nội Metro đạt hơn 5,3 tỷ đồng từ bán vé đường sắt Cát Linh Hà Đông. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ cho tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông là hơn 58,94 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân công chiếm 43,7 tỷ đồng, khiến lỗ gộp của doanh nghiệp này là 53,6 tỷ đồng. Cộng thêm 12,2 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, Hà Nội Metro lỗ hơn 63,73 tỷ đồng trong năm 2021. Năm 2020, khi chưa vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông, doanh nghiệp này lỗ 22,67 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh nói trên, hoạt động vào tháng 6 năm 2015 đến hết năm 2021, Hà Nội Metro lỗ lũy kế gần 160 tỷ đồng. Trong thông tin gửi báo chí ngày 18 tháng 6, Hà Nội Metro cho biết, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đường sắt đô thị là lĩnh vực dịch vụ công nên giá do thành phố quyết định với mức giá rẻ, có trợ giá của thành phố để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng đi lại, giảm dần phương tiện cá nhân, giúp giảm thiểu ùn tắc, ô nhiễm môi trường. Bởi vậy, đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cũng như đường sắt đô thị thì thu vé không đủ bù đắp chi phí nên được thành phố trợ giá. Theo Hà Nội Metro, xe buýt của Hà Nội đã được trợ giá từ nhiều năm nay, còn đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông là tuyến đầu tiên đưa vào vận hành. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết cho áp dụng các chính sách khuyến khích như xe buýt hiện nay, việc trợ giá cho đường sắt đô thị được quy định trong luật đường sắt. Với số liệu báo cáo tài chính năm 2021, Hà Nội Metro cho biết là số liệu chưa có trợ giá của thành phố Hà Nội vì chưa có đặt hàng do công ty này bắt đầu vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông từ ngày 6 tháng 11, 2021. Trong thời gian vừa qua, với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, Hà Nội Metro đã xây dựng đơn giá tạm thời và đã được thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo Hà Nội Metro, họ đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để thành phố Hà Nội đặt hàng cho đường sắt Cát Linh Hà Đông 2 tháng cuối năm 2021 và cả năm 2022. Lãnh đạo Hà Nội Metro nhận định sau khi doanh thu của năm 2021 được cộng thêm trợ giá theo đặt hàng của thành phố Hà Nội, chắc chắn bức tranh tài chính sẽ khác so với báo cáo tài chính hiện nay, bởi vì trợ giá của thành phố Hà Nội không chỉ bù đắp phần thiếu hụt do doanh thu không đảm bảo chi phí mà còn có lãi định mức theo quy định.